Thường ông hói mà. Cây mít này nó đã chết khô rồi, có những cái dây mướp trên đó. Tiếp tục đua. Mưa bắt đầu lâm râm nha các nhà. Đứng trên đây này. Đứng rồi ngồi đi ngã. Nó kìm được cái cây mít khô nữa rồi. Để ảnh cho cái độ ngã không bị che chắn. Sao tới không? Đủ không? Đủ rồi, giờ sống mà. Dứt dài không? Cái quán này còn cái gốc của cây cái này cái gì mình quên mất tiêu rồi. Cây gáo. Cái gì trong cái đất của kia á. Nè, cái chó anh tỉnh hay phụ. Cái gì không ăn uống gì đâu. Cái gì? Cái gì?
chút luôn. Có biết cái rồi sao không biết này. Cùng mà sẽ cưa luôn hai cây này. Thì có đúng luôn đó, là cái xéo vô đây chứ kéo ngay vậy. Tôi lấy cái thế để hai cái mít nó không có ngay. Rồi, tránh nó ngã không đúng hướng. Lên tới bộ mé luôn à. Không có gia chạm gì hết. Chứ mà để cái khô này tao đi ngang nó rớt lên đầu tao nguy hiểm lắm. Mưa tới rồi bà con. Rồi chúc bà con mình mạnh khỏe không. Mưa được mưa. Cái mít này cái sớt cũng cái lỗ nó trong nó cũng vàng thế nè. Cái này cũng lâu năm nè, cùng ra ngã thẳng về cặp mé luôn. Đưa cục mơ 10 kg bắp nãy quên nè. Mình cũng xin kết thúc video tại đây, xin chào tạm biệt cả nhà nha.